Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Sản phẩm mà hôm nay Nhật sẽ giới thiệu với anh em là một cục đẩy hàng công Mỹ. Và cục đẩy này thì sẽ đến từ thương hiệu là USC và sẽ có tên model là USA 400. Đây là một cục đẩy mà thuộc tầm trung anh em à. Và cục đẩy này thì sẽ chiến được với hầu hết những cặp loa trên thị trường hiện nay đây mà. Những cặp loa mà 4 tấc trở xuống thì con này chiến rất là ok. Bề cấu hình của con này phải nói là cực kỳ là khủng luôn em ạ. Rồi mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như là thiết kế của sản phẩm trước khi Nhật giới thiệu về cấu hình của sản phẩm. Cho anh em, hình thức của sản phẩm này còn rất là mới luôn em ạ. Hình con này thì mới là khoảng là trên 97%. Đây là mặt trước thiết kế sản phẩm thì cũng rất là đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là tên của thương hiệu và tên model. Và đây là nút này để khởi động nguồn anh em ạ. Còn nút này thì mình sẽ không sử dụng. Mặt trước thì sẽ có một cái mà họa tiết thiết kế để mà anh em có thể thấy được những cái nội thất ở bên trong. Và họa tiết này thì nó cũng giúp cho sản phẩm được thể hiện tốt hơn anh em ạ. Để mời anh em cùng xem qua về hình thức của sản phẩm còn rất là đẹp và tinh tươm, mới trên 97%. Để mời anh em cùng xem. Đây là mặt sau của sản phẩm. Sản phẩm sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 4 cặp loa anh em ạ. Cho anh em khả năng mà chơi 2 loa. Và với cấu hình của này anh em thậm chí là cắm 4 loa 4 tấc vào đây chơi vẫn rất là ok anh em ạ. Ví dụ như là 4 loa Sibel dòng GRX115 mà Nhật vừa mới giới thiệu cho anh em 2 hôm trước thì con này đánh vẫn rất là ngon ơn anh em ạ. Và anh em sẽ có hai cách kết nối dây, một là một cái lỗ mà cắm ở phía dưới anh em, còn hai là cắm ở đầu bắp chuối. Anh em thấy hình thức nào dễ thì anh em có thể chọn hình thức đó. Còn ở đây thì anh em sẽ thấy là những cái lá mà thiết kế những cái khung hình chữ nhật này để nhìn thấy hết nội thất ở bên trong anh em ạ. Cái này thì sẽ xài tản nhiệt thụ động anh em. Nó sẽ lấy gió từ bên ngoài để làm nguội những linh kiện ở bên trong. Còn ở bên đây sẽ là tem của sản phẩm. Đây, tên thương hiệu và hàng chuẩn của Made in USA cho anh em. Model là USA 400. Công suất ở mỗi channel là 200W và ở trở kháng là 4 ohm anh em ạ. Nói chung thì tổng công suất của con này là lên đến là 400W. Nhưng mà điều đặc biệt của sản phẩm này là nằm ở nội thất ở bên trong anh em. Nhật sẽ giới thiệu với anh em về nội thất ở bên trong. Con này thì sẽ xài điện 100V và số series của sản phẩm. Còn ở bên đây thì chúng ta sẽ thấy là hai volume để điều chỉnh hai channel 2 và channel 1 ở bên này. Còn đây là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào. Anh em có thể lựa chọn chơi qua jack 6 ly hoặc 3 lăng đều ok anh em ạ. Và Nhật sẽ tặng luôn cho anh em hai jack 6 ly anh em, để anh em chuyển kết nối với đất bùng sen. Và nội thất ở bên trong thì đẩy USC USA 400 thì sẽ được trang bị cho chúng ta tổng cộng là 8 sò sắt Mexico và 8 tụ lập nguồn và một tăng phô rất là lớn. Và với cấu hình mà nói là cực kỳ là mạnh mẽ như vậy thì khả năng chiến loa mà khủng thì con này phải nói là cực kỳ là tốt luôn em ạ. Hồi đó thì Nhật cũng mới về rất là nhiều sản phẩm này, nhưng những con này thì nó bán rất là chạy anh em ạ. Nhật có về hồi đó là khoảng 2-3 con nhưng mà bán hết trong vòng chưa đến 1 tuần anh em ạ. Nói chung thì những con đẩy mà của USC thì nó cho một cái chất âm cũng như là một cái cấu hình rất là mạnh mẽ, chiến được với loa khủng rất là dễ dàng anh em ạ. Thôi không dài dòng nữa, mời anh em cùng thưởng thức chất âm của USC USA 400. Và hiện tại thì Nhật đang kết nối sản phẩm này với cùng một lúc là 4 loa
mà với công suất là cực kỳ là khủng anh em ạ. Bà Nhật đã kết nối dây tín hiệu đầu vào của sản phẩm này qua jack 6 lơ cho anh em. Đây là jack AV. Đây là hai volume của sản phẩm. Bà Nhật kết nối sản phẩm này với hai cặp loa này JBL 112M. Cặp loa này thì sẽ có công suất là 1000W. Còn cặp loa Fairway ở cuối cùng này thì công suất là 1600W anh em ạ. Tổng công suất là 2600W. Và cục đẩy này thì sẽ có công suất là 400W nha anh em. Và này vẫn chiến rất là tốt của anh em à. Đây mời anh em cùng thưởng thức. Đó anh em, mức rất là nhỏ anh em à. Khóc nữa đi.
một mức giá cực kỳ là tốt cho anh em, chỉ với 4.900.000 đồng thôi. Thì con sản phẩm này phải nói là chất âm phải nói rất là hay luôn anh em à. Đã đánh ra được hết chất âm của 4 loa mà Nhật đã giới thiệu với anh em. Và những dòng sản phẩm mà của thương hiệu USC này thì Nhật đã trải nghiệm rất là nhiều. Những dòng sản phẩm ví dụ như là USA 400, USA 700, USC 1005 bằng 1003. Phải nói là khả năng mà phối ghép và tái tạo chất âm của con này phải nói hết sức là tuyệt vời và không có điểm nào chơi anh em à. Và chưa hết, sản phẩm này thì sẽ là hàng chuẩn của USA. Nếu mà anh em mà thích những sản phẩm mà của Mỹ thì con này phải nói là một lựa chọn mà tốt hơn nhiều so với những mà dòng sản phẩm mà của Ramsa hay là của Sansui chứ hàng. Rồi anh em thấy sao về chất âm cũng như là khả năng phối ghép của USC USA 400 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những lần tới.